Hello, chào các bạn. Thì hôm nay có một cái sự kiện rất là hot nha. Và mình sẽ vào sự kiện để cùng tham gia để xem cái sự kiện này có hay không. Sự kiện hay trong tuần này. Đây, các bạn có cơ hội sở hữu bộ trang phục tình nhân siêu lãng mạn chỉ với 15 quân huy. Mình sẽ kích vào cái sự kiện này nha. Ok, đây, cơ hội nhận vĩnh viễn này, thẻ thử trang phục của cặp tình nhân lãng mạn nhất trong thế giới Liên Quân 13, đó chính là Triệu Vân và Inuya, với trang phục là Triệu Vân Quý Công Tử và Inuya Hồng Hoa Hậu. Hoặc là cái thẻ tử tướng Quý Công Tử, thẻ tử trang phục Quý Công Tử, thẻ tử trang phục Hồng Hoa Hậu, mảnh trang phục 2, mảnh trang phục 3, Ruby 60 và Ruby 30. Đó, đây là 15 quân huy thì các bạn có thể là được một trong những cái phần thưởng này. Như vậy mình sẽ thử test xem cái độ hên xui của mình, xem mình có mở được ra cái bộ trang phục là Triệu Vân Quý Công Tử nữa không anh em. Thứ hai là mình lại tốn rất nhiều quân huy mà chỉ toàn ra Ruby hay mình có thể thử thôi. Thử xem cái độ hút máu của cái event này nhá. Mình sẽ là người tiên phong hoặc là con trượt bạch để thử nghiệm trước các bạn theo dõi nha. Ok. Đầu tiên là mình mua chơi sang nhỉ, một phát 10 hộp đi, có khi là ra luôn đấy. 10 hộp là 150 quân huy rồi, mua. Ok, 10 hộp nha, mình sẽ mở từng hộp một anh em nha. Đây, cái hộp của mình đâu rồi? Đây, rương tình nhân 10 cái nha, mình sử dụng nha. Một phát này 60 ruby. Phát thứ hai này 60 ruby. Phát thứ ba này 30 ruby. Trời ơi, only ruby anh em ơi. Thử Quý Công Tử, Triệu Vân Quý Công Tử cũng được. thử Hồng Hoa Hậu, toàn ruby mới thử thôi anh em ơi. Thử chỉ Quý Công Tử, thử nhiều vậy, thử nhiều thế. Mảnh trang phục, bây giờ đến mảnh trang phục anh em ơi. mảnh trang phục, tiếp tục mảnh trang phục. Trở lại mảnh trang phục. Ok, lại mảnh trang phục anh em ơi. Có vẻ là cái sự kiện này nó cũng không dễ như đồn thôi. Không dễ ăn đâu anh em ơi, tiếp tục mua nhá. Ở lần này mình tiếp tục mua thêm thành 20 hộp đi. Chơi nó phải máu anh em ơi. Ăn chơi là không phải sợ mưa rơi. Rồi, như vậy là 300 cộng 110 là 450 nha. Mua. Ok. Mình sẽ tiếp tục mở. Đương tình nhân. Cơ hội nha, cơ hội. Các bạn nhấn mạnh cái từ cơ hội. Đó là tỷ lệ phần trăm. Xem là tỷ lệ phần trăm mình sẽ tốn bao nhiêu. Tiếp tục sử dụng nha. Triệu Vân Quý Công Tử thử. Trời ơi, thật là buồn quá đi mà. Mảnh trang phục 2, trời ơi. 60 ruby. Đùa gì thế? Hồng Hoa Hậu thử. Hồng Hoa Hậu thử, trời ơi. Cho mình một cái vĩnh viễn đi bạn ơi, trời ơi. Hên xui, lên. Toàn thử thôi anh em ơi, thật là buồn quá đi mà. Lại ruby 30. Rồi cái này là phải anh em phải là tích cực, quay tay là vận may sẽ đến thôi. Quay nhiệt tình đi. Liên tục mình được cái thẻ thử tướng thẻ thử trang phục Triệu Vân Quý Công Tử nhá. Nói chung là thử tẹt bô. Nhưng mà mình cần cái là vĩnh viễn cơ anh em ơi. Không được rồi. Cố lên nào. Trời ơi. Toàn thử thế này anh em ơi, có vẻ là không dễ dàng, cái sự kiện này là không dễ dàng đâu. Rồi, 30 ruby này. 60 ruby này.
Ok, như vậy là mở từng hộp một thì có vẻ là rất là khó trúng. Mình mở tất là 30 hộp rồi, tức là 450 quân huy mà chẳng được cái bộ trang phục nào cả. Thực ra thì mình đang săn cái bộ trang phục Triệu Vân Quý Công Tử cơ. Bộ trang phục rất hot của Triệu Vân, với khả năng là Triệu Vân của chúng ta sẽ tung hoa hồng, đánh hiệu ứng hoa hồng, gọi là thả thính các cô lương xinh đẹp trong tròn đến quân vai. Thôi, mình sẽ mua 5 hộp nha. Và mình mở luôn này. Mua này. Mở phát luôn 5 hộp này. Thử. Và thử thôi. 90 ruby, 2 thẻ tử, 3 thẻ tử. Cái gì thốn. 35 hộp rồi anh em ơi. 35 lương rồi. Thôi tiếp tục nha. Và shop mua cho nhanh này. Rồi, tiếp tục 5 hộp, 5 lương nha. 5 lương. Làm ra mình là 40 lương rồi anh em ơi. Wow. Có Triệu Vân Quý Công Tử rồi anh em ơi. He he. Đây. 40 lương. À, như vậy là mình mất 40 lương để mở cái lương siêu lãng mạn, lương hoa hồng. Và đã nhận được cái bộ trang phục rất hot của Triệu Vân Quý Công Tử. Mà cái trang phục này ngày xưa là mình mình phải mất rất nhiều quân huy thì mới leo được cái tháp 15 tầng, đánh hạng gọi là chung là thắng thì lên tầng tiếp theo, mà thua thì sẽ bị tụt tầng. Nhưng mà mình có thể là dùng quân huy để giữ là mình không bị tụt tầng, và nên là từng tầng một đến tầng thứ 15. Các bạn có thể hiểu rõ là cái thắng 15 trận hạng liên tiếp thì nó khó khăn như thế nào không. Ok. Quý Công Tử Triệu Vân. Ok, mình sẽ thử nha. Thử để cho các bạn xem cái hiệu ứng vô cùng tuyệt vời các bạn chưa biết nha. Triệu Vân Kỵ Sĩ Rồng. Triệu Vân chính là Triệu Tử Long này em ơi. Anh chàng soái ca trong ngũ hổ tướng của Thục Quốc. Ô, chàng lại thử cái bộ trang phục này. Đùa mình à. Nhầm anh em, sorry nha, bởi vì mình chưa mặc cái trang phục kia. Rồi, tướng này. Bố sĩ nha. Triệu Vân đâu? Đây. Rồi, mình sử dụng ra thử luôn này. Triệu Vân soái ca. Với các hiệu ứng kỹ năng thì có hoa hồng nha. Như kiểu hồng hoa hậu anh em ơi. Ở đây là đôi tình nhân gọi là đẹp nhất trong tròn đơn quân vai. Triệu Vân Quý Công Tử và Illumia Hồng Hoa Hậu. Và cái sự kiện này chỉ diễn ra từ ngày 14 tháng 11 đến ngày 16 tháng 11 anh em. Nếu các bạn yêu thích cái bộ trang phục này thì hãy nhanh tay và mở lương. Nhưng mình mất 40 lương. 40 lương anh em ơi. Cũng khá là chát đấy. 40 lương. Rồi. À, ui, bật chiêu 1 thì nó có hoa hồng rồi tí này. Đó, bật chiêu 1 nên là hoa hồng xung quanh người đều là thả thính sắc nước hoa vào người và thả thính các em xinh đẹp như kiểu em theo lát em rất là to ấy. Rồi, ui, cũng thả hoa hồng chiêu 2. Bắn hoa hồng thôi. Đó. Rồi, rất nhiều hoa hồng. Thả hoa hồng nhưng mà thả thên. Đó, ném hoa hồng vào mặt thên. Đấy. Quá nhiều hoa hồng anh em ơi. Đó. À, đúng là Quý Công Tử của các anh em rất nhiều hoa hồng. Và hoa hồng thì con gái rất thích hoa hồng anh em ơi. Các bạn có thể dùng hoa hồng để tặng các bạn gái của mình. Cả chắc chắn là các bạn ấy sẽ rất là mê tít luôn. Với màu sắc của hoa rất là đẹp, rực rỡ. Và anh em chú ý nha, con gái nếu mà thích màu sẫm đỏ là
hơi dê đấy. Rồi hoa hồng nha. Ok. Đó các bạn có thể thấy hiệu ứng kỹ năng vô cùng tuyệt vời cái bộ trang phục này. Đó, hoa hồng bắn tung tóe. Triệu Vân xoái ca, phong cách là lịch lãm, mặc bộ vẹt rất là đẹp, đeo lơ các kiểu. Cầm cái dù, đây là cái dù như kiểu là cái dù anh em ơi. Dù này để che cho các cô lương để tránh mưa tránh gió đấy. Ok, như vậy là video clip mình quay cái bộ trang phục quý Triệu Vân quý công tử mất 40 đương. 40 đương thì các bạn nhân ra 40 đương là tầm mất 600 quân huy này các bạn ơi. Rồi, cũng khá là chát đấy. Ok, và video clip của mình đến đây. Xin chào các bạn và chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ nhé. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.